chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series. Mình cũng không biết gọi là series là gì, nhưng mà chắc là mình sẽ không tạo series đâu, bởi vì là lúc nào mình tạo series thì mình cũng bị bỏ dở và làm như vậy. Ok, thì hôm nay mình sẽ nói sao nhờ, chúng ta có rất là nhiều nhân vật đấy, chắc anh em cũng đã biết đúng không? Đó, cả những nhân vật của Dragon Ball, One Piece hay là Naruto. Đó, cho đến áo giáp vàng, xong rồi đến những cái nhân vật như là Bleach, rồi đến Hunter. Rồi những nhân vật như là Dior các thứ này. Rồi đến ở trong cả Yugi, rồi My Hero Academy. Đấy, rất nhiều đúng không nào? Rồi thì mình sẽ đánh Naruto đi. Ba nhân vật trong Naruto là Gaara, Naruto và Sasuke, đánh với ba người ở trong Dragon Ball nhá. Đây, ba người Saiyan. Ok, chúng ta sẽ chọn một địa điểm ở đâu đây? Ở tổng ngoại quận đây, ở làng lá luôn anh em nhá. Ok, chúng ta lên đường nào. Naruto với cả Goku, ai là người mạnh hơn đây? Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới sờ được cái game này, bởi vì là mình chơi mấy cái game khác nó bị chán quá rồi ấy. Bây giờ qua đây cho mới mẻ tí nhá. Đây, có những cái đồng đội tuyệt vời đấy. Và đây mình đánh đùa nhá, thua rồi thôi, chấp nhận anh em nhá. Rồi, let's go boy. Ê, chưa gì đã Kaioken rồi. Game có 5 round anh em nhá. Có sợ đánh ở làng lá xong rồi tự nhiên có tháp FN đấy. Mày làm sao? Ra xe cam vào đầu mày lại. Này này, được quá nhờ. Sasuke Chidori. Wow, trưởng ngầu nha. Ôi, anh Genki, ông lừa tôi rồi. Ây à, Genki trời. Được rồi. Ha, Amaterasu. Tiếng nào? Sao đây? Sao? Gaara này. Ủa, Gaara là khá luôn. Úi xổ rồi. Biến thuật này. Cái này. Naruto. Ông cứ phải ăn quả ra xe gan vào đầu đi. Sướng người. Đóng trường thì khác. Vegeta chết luôn chứ còn gì nữa. Được đấy, mình để máy khó nhất anh em nhá. Đưa đảo con dạ này. Vegeta ném bắn quả cầu luôn kìa. Nói nhờ, đỡ được một lần. Bình tĩnh nào. Cú đấm của lục đạo chân nhân. Được quá đấy, được đấy nhở. Này thì bắn chưa được. Chúng tôi là những nhẫn giả anh ạ. Toàn lực lên kìa. Sao
rồi. Nào, Big Bang attack cái gì? Big Bang attack cái gì? Rồi đấy. Rồi ôi. Là khỏe vãi. Anh em ạ. Cuối này làm các nghe đúng không? Ta chơi này không kẹp rồi. Không đẹp chút nào cả. Để tao tẩy não mày luôn. Ông ta của chúng tôi này. Con sao trăng ra này. Này trời ơi. Ui ôi mẹ nó đấm mình kia. Ui đóng thế. Sổ hóa sinh. Ôi sao Ôi, chém kiếm với cả Sasuke với tôi này. Mười sáu rồi nhá. Làm lại cái anh em nhở. Mấy đầu warm up thôi, bây giờ mình đánh thật này. Cho các bạn warm up tí. Ok. Rồi, mình cũng chưa thuần thục lắm các trưởng, nên là anh em thông cảm nhá. Đấy rồi. Lấy nào. Cụ. こっちだ。これでどうだ?暗い。こっちだ。まだ暗い。嘘おい。よっと。吹っ飛べ。これか。うわ。そら。そら。オッケー。かかろっと。そら。いけ。てや。 無駄だ。ない。行け。ファイナル。邪魔だ。よ。無駄だ。しどい。 バカな。やがれ。バカな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 。バ
cùng với chúng tôi này. Người chạy gian bọn anh làm sao mà ăn được? Đi ra thật, đi ra của bọn tôi. Bỏ gara ra chơi thử. Gara chơi thử nhá. Đây này các bạn, đây các bạn, đây các bạn, đây các bạn. Oh,
quả đóng chưa kìa. Ui, sa mạc chưa. Chào anh em, đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.